Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi PCB trên một miền Tổ quốc các bác nhé. Đấy. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ tiếp tục lên và giới thiệu cho các bác một số cái mẫu giảm để anh em chơi con đô nhé, và có một cái mẫu giảm dành cho các bác và anh em chơi FX. Đấy. À, hôm nay em cũng có một con giảm thanh lý cho em giá cực kỳ là rẻ. Đây. Thanh lý cho em con giảm Sumo, cái mẫu này là phi 30 năm nhé. Cái này là tiến lùi 3 khúc, cái này định tâm liền khối. Tại sao em thanh lý thì nó như thế này các bác. Tinh những cái con giảm này thì nó đầy đủ hết phụ kiện, nhưng con giảm này thì nó thiếu thiếu hai cái gioăng cao su ở đây và thiếu bốn con ốc định tâm ở đây, nên em sẽ thanh lý cho bác và anh em con này là 250.000 các bác nhé. Đấy, thanh lý rẻ cho các bác và anh em 250.000 vì nó không có cái gioăng âm ở đây các bác nhé. Đấy, hai cái gioăng âm đây và nó thiếu bốn con ốc định tâm nên thanh lý rẻ cho em 250.000 nhé. Đấy, còn bây giờ em để con thanh lý ở đây, bác nào muốn mua con thanh lý thì alo đến hai đầu số để đặt hàng nhé. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu đến cho bác một cái mẫu giảm âm được anh em tin tưởng và sử dụng khá là nhiều. Đây, trên màn hình các bác đang theo dõi đây là con giảm âm Airfox phi 35 các bác nhé. Đấy, giảm Airfox phi 35, cái mẫu giảm này triệt âm đến 99,9% nhé. Vì sao ạ? Vì con giảm này là hàng nhập khẩu các bác ấy. Hàng nhập khẩu giảm âm cực tốt nên các bác cứ yên tâm nhé. Đấy, đây nó triệt âm tốt nó ở cái gì ạ? Đây các bác quan sát nhé. Ở đây nó sẽ triệt âm nhờ đến cái bộ này các bác nhé. Đấy, nó sẽ triệt âm ở cái sáu cái vách đồng các bác nhé, sáu cái vách màng đồng này. Cái này thì nó sẽ là vách bằng nhôm nhưng nó đã được mạ vàng 4 con 9, thường thường các bác hay gọi là vách nhôm hay vách đồng thì nó vẫn là một các bác nhé. Đấy, con này triệt âm cực kỳ là tốt các bác này, triệt âm cực kỳ là tốt luôn. Bây giờ các bác toàn lấy mẫu này thôi vì dùng nó bền bỉ theo thời gian là cái thứ hai là nó triệt âm hay, chơi khá là êm các bác nhé. Đấy, con này giá bao nhiêu ạ? Em đang khuyến mại cho bác và anh em nha, 380.000 bao ship tận nhà cho các bác, đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Mẫu này tiến lùi 3 khúc các bác nhé, tiến lùi 3 khúc, các bác thích nắp 1 khúc, 2 khúc, 3 khúc, các bác nắp bấy nhiêu khúc cũng được, quan trọng là các bác thích như thế nào nhé. Đó, cái này các bác có thể nắp cho FX, Tanon hoặc là những cây FX và Tanon, những cây Condo nhé, Condo và Tanon. Đây, các bác có thể nắp được những cây phi 16 nhé, nòng phi 16. Đấy, hiện tại mẫu này là 380.000 bao ship tận nhà nhé, giảm Airfox phi 35. Đấy, còn nếu bác nào muốn rẻ hơn thì em lên cho bác cái mẫu Sumo nhé. Đây, giảm Sumo cũng phi 35, mẫu này sẽ là giảm âm liền khối các bác nhé, giảm âm liền khối này. Đấy, giảm âm liền khối, con này nó sẽ cũng tiến lùi 3 khúc các bác nhé. Đấy, khi các bác mua nó sẽ có đi theo một túi đây, nó sẽ có đi theo một túi phụ kiện như này. Đấy, nó bao gồm hai cái sim âm để anh em nắp vào đây này, và bốn con ốc chí anh em lắp vào bốn cái vị trí này cho em nhé. Đấy, cái này thì gửi đi em sẽ để ở trong này cho bác đó. Ok chưa? Mẫu này thì bao nhiêu ạ? Hiện tại đang được bên em bán với giá công khai 350.000 các bác nhé, 350.000 bao ship giảm âm Sumo phi 35, định tâm liền khối, triệt âm cực tốt, chơi khá là êm nhé. Đấy, con này cũng sẽ có là sáu vách các bác nhé, sáu vách ở trong này. Đấy, giảm Sumo 350 các bác nhé. Đấy, còn giảm Airfox phi 35 là 380 bao ship. Còn bác nào lấy con giảm FX thì em lên cho bác cái mẫu giảm Avun nhé. Đấy, đây các bác quan sát này, các bác quan sát mẫu này là mẫu giảm FX Avun. Cái này cũng giảm âm thì trong này nó sẽ là giảm 6 vách các bác nhé. Đấy, và cái này đoạn này là đoạn ôm nòng phi 28 các bác nhé. Đấy, cái này anh em chơi cũng khá là nhiều rồi. Vì sao? Vì nó cũng bền bỉ theo thời gian nhé. Đặc biệt là cái mẫu này ở dưới nó sẽ có một cái lò xo để đẩy ra căng cái vách của mình lại. Các bác chơi không bao giờ có hiện tượng là va vách hay là âm thanh nó lớn hay là nó lọc sọc các bác nhé. Đấy, con này để cho những các bác nào chơi những cây FX nhé. Đấy, con giảm Agun dành cho những các bác chơi FX giá là 400.000 các bác nhé, 400.000 bao ship tận nơi cho bác, 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc. Gửi đến nơi các bác được quyền kiểm tra hàng, xem hàng trước khi nhận. Đấy, cho các bác xem hàng trước khi thanh toán, đúng hàng, đúng mẫu mã, đúng mô tả, các bác nhận hàng giúp em. Đó, thì
Em xin báo giá lại cho bác ba cái mẫu giảm nhé, hai cái mẫu giảm dành cho anh em chơi condo và một mẫu giảm anh em chơi FX đấy. Ngoài ra em có một con giảm này thanh lý cho anh em giá 250 cực kỳ là hợp lý. Ví dụ ở nhà anh em nào có đồ có phụ kiện rồi anh em lấy con này cho em rẻ được 100.000 các bác nhé. Đấy thì 100.000 cũng đủ các bác mua 2 cân thịt rồi, mua được khoảng độ tầm 3-4 lít rượu mình có thể say sưa cả ngày rồi các bác. Không đùa các bác nữa nhé. Giảm Somo phi 35 giá là 350 các bác nhé, bao ship tận nhà cho bác và anh em. Còn giảm Airpods phi 35 hàng nhập khẩu nguyên chiếc, chơi cực êm hay ấm nhé các bác. Con này khuyến mại cho em còn 380.000. Còn cây giảm FX nhé, giảm FX này thì là 400.000 các bác nhé, bao ship đến tận nhà các bác nhé. Đấy. Thì bây giờ em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác anh em trong video sau. Cảm ơn các bác anh em đã theo dõi video của ngày hôm nay.